Lễ chào cờ đặc biệt của thầy trò trường Trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngôi trường hơn trăm tuổi đã chứng kiến thời khắc quan trọng của thủ đô những ngày tháng 10 lịch sử năm 1954. Hôm nay, dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng này là hàng nghìn tiếng hát hào hùng cùng ánh mắt ngập tràn niềm tự hào của các em học sinh thủ đô. Tiết sinh hoạt dưới cờ đặc biệt hơn mọi ngày. Thầy và trò nhà trường cùng ôn lại lịch sử hào hùng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Nhà trường tổ chức như này thì nó rất là ý nghĩa, tại vì là sẽ khiến cho học sinh là hiểu biết được thêm nhiều hơn về thủ đô Hà Nội, càng thêm tự hào hơn về thủ đô Hà Nội, càng thêm tự hào hơn về đất nước, dân tộc Việt Nam, dòng máu mà mình mang theo. Bản thân con vô cùng là tự hào và con đã hoàn toàn là chìm đắm vào trong những cái tiết mục văn nghệ của trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con cũng cảm thấy vô cùng xúc động và cảm thấy trong lòng con là nó dâng lên một cái niềm tự hào và biết ơn người mà đã hy sinh và để cống hiến cho cái nền độc lập mà và cái sự hòa bình mà bọn con đang có ngày hôm nay ạ. Buổi sinh hoạt dưới cờ đặc biệt này, các em học sinh được ôn lại kiến thức và tìm hiểu về những năm tháng không thể nào quên của thủ đô Hà Nội cách đây 70 năm, về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, anh dũng kiên cường của quân và dân cả nước nói chung, của thủ đô Hà Nội nói riêng. Thông qua các trò chơi, giao lưu cùng các chuyên gia khách mời, các em học sinh càng hào hứng tìm hiểu lịch sử quê hương đất nước. Cái hoạt động mà hôm nay tham dự ở dưới sân trường rất là vui, nó cũng là bổ ích nữa, nó để là củng cố là tìm hiểu thêm các cái kiến thức về Hà Nội, cũng như là thấy được rằng là ông cha ta ngày xưa đã đánh giặc Pháp, đã đánh đuổi giặc Pháp như thế nào ạ. Hôm nay ở trường Trương Vương, chúng tôi không chỉ kể chuyện lịch sử mà chúng tôi còn tạo ra những trò chơi lịch sử để các em đoán những nhân vật lịch sử, rồi chúng tôi cùng các em khám phá các nhân vật lịch sử. Như vậy là một cách để mang lịch sử đi vào lòng các em. Những sự kiện như ngày hôm nay, khi mà chúng ta kết hợp lịch sử với lại trò chơi, rồi kết hợp với học tập trải nghiệm, qua đó thì nó giáo dục cho các em cái nền tự hào rồi truyền thống, và các em từ đó từng cái bài học, qua từng nhân vật một, nó hình thành nên các tri thức lịch sử, hình thành nên niềm đam mê và cái nhu cầu khám phá lịch sử của các em. Phát huy truyền thống, nhiều năm qua, việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và văn hóa luôn được nhà trường chú trọng quan tâm. Làm tốt, thực hiện tốt sẽ tạo chuyển biến tích cực, giúp học sinh có ứng xử đúng, ứng xử văn minh, thanh lịch, có trách nhiệm trong cộng đồng. Qua các cái buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm cũng như là việc tương tác với giao lưu với các nhân chứng lịch sử cũng như các nhà sử học thì giúp cho các con học sinh là sẽ tăng cường những kiến thức thực tế. Các em học sinh sẽ có cơ hội được trao đổi, được giao lưu cũng như là được làm việc nhóm, để từ đó các em sẽ trau dồi thêm tình yêu thương và cũng như là lòng yêu nước. Cách đây 70 năm, Hà Nội cờ và hoa dập trời mừng thủ đô được giải phóng. Và ngay tại ngôi trường này là những gương mặt háo hức ngập tràn niềm vui được trở lại trường lớp. Còn hôm nay, truyền thống yêu nước, dạy hay, học tốt của ngôi trường hơn trăm tuổi của thủ đô Hà Nội vẫn luôn được gìn giữ và phát huy, góp phần xây dựng nền giáo dục của thủ đô nói riêng, góp phần xây dựng một Hà Nội, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.